hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 sáng nay tại một nhà trọ trên đường Hồ Quang Cảnh, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Lúc này, chủ nhà trọ và nhiều người dân địa phương gần đó đang ngủ bỗng nghe tiếng kêu la phát ra từ phía nhà trọ mà du khách người Nga đang thuê. Sau khi vào kiểm tra, chủ nhà trọ phát hiện nam du khách người Nga tử vong trong nhà vệ sinh với vết đâm ở cổ. Cùng với đó là một số vật dụng trong phòng bị xáo trộn. Người dân đã trình báo công an. Nạn nhân được xác định là ông Truko Kirigo 1990, quốc tịch Nga, đến thuê trọ này 2 ngày trước đó và chỉ ở một mình. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, điều tra làm rõ vụ việc.